Thưa quý vị, cơn bão số 4 hay bão Noru vừa qua với cấp dự báo ban đầu mạnh ngang ngửa với bão San Sen và bão Kesina, những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân, công tác ứng phó với bão đã được kịp thời triển khai trên mọi mặt, góp phần giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Hơn hết, công tác phòng chống bão Noru một lần nữa cho thấy bài học đồng lòng, đồng thuận của dân tộc ta từ xưa đến nay tiếp tục được vận dụng nhuần nhuyễn trong mọi tình huống. Ngay khi nhận được những thông tin ban đầu từ bão Noru, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã họp khẩn để nắm tình hình, theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão, qua đó triển khai công tác ứng phó theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Thành ủy Đà Nẵng. Ngay từ sớm, các lực lượng chức năng thành phố đã tổ chức kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, chủ động hỗ trợ người dân gia cố, chằng chống nhà cửa, phòng tránh ngập úng, bảo đảm an toàn cho các công trình sung yếu. Lãnh đạo thành phố cũng đã tham gia trực tiếp tại hai điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy thành phố và Ban Chỉ đạo Tiền phương Trung ương nhằm kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó bão, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thì về cơ bản là chúng tôi đảm bảo được cái yêu cầu về cái việc là tất cả những người dân có ở trong vùng nguy cơ là đã được đảm bảo, một là di đến các cái hộ gia đình lân cận, họ hàng mà có các cái điều kiện, hai nữa là đến các cái điểm tập trung. Và tổ chức các cái lực lượng ứng trực, thì ngoài lực lượng của thành phố ra thì chúng tôi có đề nghị với quân khu 5 và các cái đơn vị đóng chân trên địa bàn sẽ phối hợp trong cái việc xử lý các cái tình huống bất ngờ xảy ra. Công tác sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, các vùng trũng thấp có nguy cơ sạt lở cao được thành phố ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống bão. Ủy ban nhân dân các quận huyện đã lập hàng chục các điểm sơ tán tập trung trên địa bàn tại các trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng kiên cố, đồng thời bố trí lực lượng vận động người dân đi sơ tán cũng như ứng trực bảo đảm an toàn trật tự, lương thực, thực phẩm tại các điểm sơ tán này. Sự chủ động của chính quyền các cấp được bà con ủng hộ và đồng thuận tích cực. Về thực phẩm thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các phường tổng rà soát là cái việc đó để đáp ứng cái nhu cầu cần thiết cho bà con nhân dân, kể cả cái việc nước uống, cái việc sinh hoạt của người dân. Và những em bé nhỏ thì chúng tôi cũng phải có những cái sữa, cái cháo, cái việc nó phục vụ, cái việc nó cho nó kịp thời, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Nhà em thì nhà cấp 4 thôi, cấp mình không, ở không có an toàn, xã vận động hôm nay ở sao được an toàn, tính mạng không nhiều. Sau khi bão tan, lực lượng chức năng các địa phương cũng đã đồng loạt ra quân khắc phục thiệt hại sau bão, dọn cây xanh ngã đổ, khôi phục các tuyến giao thông, tổng dọn vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân tại các điểm sơ tán về nhà. Chỉ trong vòng hơn một ngày, sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường. Ngoài cái sự chủ động của chính quyền thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn các lực lượng vũ trang, các tổ chức cá nhân và nhân dân thành phố cũng đồng hành, chia sẻ với thành phố, cùng góp tay trong công tác khắc phục bão số 4 lần này. Hiện nay thì thành phố cũng đã chỉ đạo huyện Hòa Vang theo dõi thời tiết, những ngày tới đây thì thời tiết sẽ có mưa lớn, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố, nhất là cái vùng huyện Hòa Vang. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo huyện Hòa Vang là theo dõi thời tiết và có các phương án hỗ trợ nhắc nhở người dân trong công tác phòng chống lũ lụt và sạt lở đất tại khu vực vùng nguy hiểm của huyện Hòa Vang. Thống kê thiệt hại ban đầu, thành phố Đà Nẵng có hơn 240 nhà dân bị tốc mái, hơn 3.000 cây xanh ngã đổ, 12 phương tiện tàu thuyền gặp sự cố, nhưng hoàn toàn không có thiệt hại về người, là một trong những địa phương chịu ít thiệt hại nhất trong số các tỉnh thành miền Trung nơi bão đổ bộ. Thời tiết cực đoan diễn biến ngày một bất thường, ngoài bão Noru, chúng ta có thể sẽ tiếp tục phải hứng chịu các đợt thiên tai khắc nghiệt ngay trong cuối năm nay. Có thể thấy, không chỉ trong phát triển kinh tế xã hội, mà đây cũng là lúc để Đà Nẵng vận dụng bài học đồng thuận trong ứng phó với rủi ro thiên tai, góp phần mang đến cuộc sống bình yên cho nhân dân.